Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh series uy tín của em Vinh. Ngày hôm nay thì em Vinh sẽ giới thiệu đến quý anh chị chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G của chúng ta. Và chiếc xe Cross bản 1.8G này là một phiên bản tiêu chuẩn, được trang bị những option cơ bản với mức giá mà phù hợp hơn với một chiếc xe SUV đô thị của nhà Toyota và được rất nhiều khách hàng lựa chọn để phục vụ cho gia đình của mình. Vậy thì chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và là một chiếc xe gầm cao để phục vụ gia đình, thì sẽ được trang bị những option gì ở trên xe? Thì trong video này của em Vinh sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên, từ giá bán, chương trình trả góp, giá xe lăn bánh, cùng với đó là thời gian giao xe gửi tới toàn thể quý khách hàng. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, nhớ tặng cho em Vinh một like và một lúc đăng ký kênh để đón xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Toyota Cross là một chiếc xe được nhập khẩu tại Thái Lan và chiếc xe này của chúng ta mang trong mình khối động cơ 1.8 lít sử dụng hộp số CVT và cho ra công suất động cơ là 138 mã lực. Và chiếc xe này của chúng ta được bảo hành 5 năm và 150.000 km, một cái khoảng thời gian bảo hành rất là dài dành cho chiếc xe Cross này của chúng ta. Nó mang lại cái sự thuận tiện hơn và yên tâm hơn, kèm với lại đó là cái chuỗi cửa hàng đại lý ủy quyền chính hãng của Toyota trải dài toàn bộ đất nước của chúng ta, sẽ giúp chúng ta thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng xe. Và chiếc xe này của chúng ta sẽ cùng em Vinh đón xem đến hết video này để chi tiết hơn về chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G này nha. Về phần giá, em Vinh sẽ gửi đến quý anh chị ở phần cuối video, nên đừng chuyển kênh, đừng dời qua video khác. Hãy cùng em Vinh theo dõi chi tiết hơn về chiếc Cross phiên bản 1.8V này nha. Thì đầu tiên phải nói tới đó chính là cái phần thiết kế đầu xe, được thiết kế khá là liền mạch, và một chiếc xe SUV đô thị là không thể thiếu được cái sự khỏe khoắn mạnh mẽ rồi. Ở phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy được cái đèn chiếu sáng phía trước của chiếc Cross này được trang bị là bóng đèn bi halogen cho đèn chiếu xa và đèn chiếu gần của chúng ta. Đèn xi nhan và đèn chiếu sáng ban ngày cũng sẽ được tích hợp luôn ở trong cái bóng đèn chiếu sáng phía trước đây. Đó. Về hệ thống an toàn hỗ trợ phía trước, chúng ta được trang bị hai cảm biến góc trước. Đó sẽ giúp chúng ta điều khiển chiếc xe này trong khu vực đô thị một cách dễ dàng hơn đối với chiếc Cross phiên bản 1.8G này của chúng ta. Và phía dưới thì chúng ta sẽ được trang bị một cặp đèn sương mù ở phía trước. Đó, đèn sương mù này của chúng ta thì sẽ là dạng LED nha. Đó, là những cái trang bị cơ bản mà cần thiết trên một chiếc xe, đặc biệt đối với Cross của chúng ta, một chiếc xe đô thị. Đó, và phía trước đây thì chúng ta sẽ được trang bị một cái mặt lưới tản nhiệt được thiết kế dạng kim cương rất là đẹp và được sơn màu đen nhám. Và cái điều quan trọng nhất đối với một chiếc xe SUV đô thị là phải nói tới đó chính là cái khoảng sáng gầm xe. Khoảng sáng gầm xe của Cross thì được trang bị với khoảng sáng gầm xe 161mm cho chúng ta một cái khoảng sáng gầm xe khá là lý tưởng trong môi trường đô thị. Khi chúng ta leo lề hay là xuống những cái con dốc ở trong những cái trung tâm thương mại, chúng ta sẽ tự tin hơn với cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe Cross này. Và đặc biệt, một chiếc xe đô thị là quan nhất trọng nhất là cái bán kính vòng quay của chiếc xe Cross. Thì Cross của chúng ta có bán kính vòng quay rất là nhỏ luôn, với một chiếc xe SUV như thế này mà chỉ cần 5,2 mét thôi là sẽ có được cái bán kính vòng quay của chiếc xe Cross này rồi. Đó là về tổng quan về những cái thông tin cơ bản về chiếc xe Cross của chúng ta ở cái phần đầu xe. Còn về phần hông xe thì chúng ta sẽ được trang bị những gì? Chúng ta sẽ cùng tiến qua phần hông xe cùng với em Vinh nha. Thì phải nói tới đầu tiên đó chính là bộ mâm. Trên cái phiên bản này chúng ta sẽ được trang bị là mâm đúc, phay xước thì không được trang bị phay xước nha, và đặc sơn màu bạc rất là đẹp luôn, và là dạng mâm đa chấu. Thắng thì đương nhiên thì sẽ sử dụng thắng đĩa 4 bánh rồi ở trên chiếc Cross phiên bản 1.8G này. Đó, rất là đẹp nha. Kích thước vành mâm thì lên tới 17 inch cho chúng ta một cái kích thước vành mâm cũng khá là lớn nha. Đường cua lốp làm bằng nhựa đen nhám rất là đẹp luôn, và chạy dọc xung quanh xe. Đó, phía ốp cửa này cũng được trang bị nhựa đen nhám này. Rất là đẹp nha. Đó. Gương chiếu hậu thì đặt xuống cửa đây, chuẩn khung gầm TNGA mới của nhà Toyota cho chúng ta tính linh hoạt, ổn định và tầm quan sát đối với chiếc xe Cross phiên bản 1.8G này. Đó, có chỉnh điện gập điện, tích hợp đèn ray dạng LED trên gương, rất là đầy đủ nha. Tay nắm cửa thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, có tích hợp luôn cả lúc mở cửa thông minh ở trên tay nắm cửa. Nó sẽ giúp chúng ta vận hành chiếc xe một cách dễ dàng hơn. Đó. Rồi, về tổng quan của phần hông xe với những cái đường ốp nhựa đen nhám này, nhìn chiếc xe của chúng ta nó sẽ khỏe khoắn hơn với một chiếc xe SUV đô thị. Còn về mức tiêu hao nhiên liệu thì sao? Với khối động cơ 1.8 lít hút khí tự nhiên thì Cross của chúng ta sản sinh 138 mã lực và tiêu hao hết 7,6 lít trên 100 km là xăng nha quý anh chị nha, động cơ xăng. Đó,
trên 100 km đối với đường kết hợp, còn đường ngoài đô thị của chúng ta là 6,2 lít trên 100 km. Đối với khối động cơ 1.8 lít và một chiếc xe CSUV thì đây là một cái mức tiêu hao nhiên liệu em Vân đánh giá mức độ trung bình nha, không phải là quá tiết kiệm và cũng không phải là ăn quá nhiều, rất là phù hợp cho một gia đình 5 người. Đó là về tổng quan về phần hông xe. Còn về phần đuôi xe thì sao? Đuôi xe của Cross thì chúng ta không còn bàn cãi quá nhiều rồi, bởi vì Cross bây giờ thì đã nằm top 10 xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam đó, và là một trong những chiếc xe được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Và đặc biệt cái phần đuôi xe sẽ có một cái đèn, cụm đèn rất mềm mại luôn ở cái phần đuôi xe này đó, có trang bị luôn cả khí động học ở trên cái đèn luôn. Đây phần khí động học nha đó, và đèn của chúng ta sử dụng là bóng đèn phanh, là đèn led nha quý chị đó, có đèn báo phanh dạng led trên cao, anten với cam mập, sấy kính sau, gạt mưa phía sau, trang bị đầy đủ. Phía dưới đây sẽ là cái tên chiếc xe Cross của chúng ta dập nổi mạ chrome đó, logo cũng được dập nổi mạ chrome đây. An toàn phía sau được trang bị 4 cảm biến, bao gồm 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc, và một camera lùi giúp chúng ta điều khiển chiếc xe nó dễ dàng hơn. Về phần cốp xe thì Cross được trang bị cốp xe cũng khá là rộng với dung tích là 440 lít nha quý anh chị nha. Đó, dung tích 440 lít thì chúng ta để từ 3 đến 4 vali. Đó, ở đây là thoải mái, một vali lớn, hai vali nhỏ là dư xăng nha quý anh chị nha. Rất là rộng luôn. Đó, nhiều khách hàng đánh giá cái khoang hành lý ở phía sau này là nhỏ. Với cái dung tích là 440 lít thì em Vinh nói cái khoang hành lý này là không có nhỏ nha quý anh chị nha. Đó. Rồi, về với phần cốp xe này của chúng ta thì sẽ được để cái bánh sơ cua dự phòng rất là gọn gàng trong đây, sạch sẽ hơn. Còn đội đồ kéo xe, bộ dụng cụ mở bánh xe sẽ được để gọn trong này nha. Rất là thuận tiện cho chúng ta khi lấy ra lấy vô. Đó. Còn về phần nội thất sâu bên trong của chiếc Cross này của chúng ta còn những cái gì nữa thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tiến vào phần nội thất của em Vinh nha. Hiện tại thì em Vinh đang có mặt ở trong cái khoang nội thất của chiếc Cross phiên bản 1.8V, thì chúng ta sẽ thấy được ngay về cái tổng quan đầu tiên mà chúng ta thấy là cái sự thiết kế mới rất là đẹp được trang bị trên chiếc Cross này đó. Phải nói tới đầu tiên chính là cái vô lăng được bọc da mạ bạc ba chấu rất là đẹp, tích hợp rất là nhiều nút bấm luôn đó, đàm thoại rảnh tay, điều khiển màn hình đa thông tin, hệ thống ga tự động cruise control đó. Về màn hình phía trước mặt người lái thì được trang bị một màn hình 4.2 inch thể hiện đầy đủ tất cả thông số kỹ thuật của người lái trên đây gửi tới người sử dụng xe, và hai bộ đồng hồ cơ thể hiện vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Đèn phía trước thì auto light tự động bật tắt đó, có điều chỉnh luôn chiều cao đèn ở phía trước luôn nha, lên xuống kiến một chạm chống kẹt đó. Ghế của chúng ta thì được trang bị ghế da này đó, ghế tài chỉnh điện 10 hướng nha quý anh chị nha. Đó, còn ghế phụ của chúng ta sẽ chỉnh cơ. Đó, cái da rất là đẹp. Và cái nội thất này thì quý anh chị đang thấy nó là nâu tông màu nội thất màu đen. Và chúng ta cũng sẽ có hai sự lựa chọn màu nội thất là nội thất màu đen và nội thất màu nâu đỏ. Đó, hai màu nội thất này sẽ được trang bị ở trên tất cả các phiên bản và được trang bị ở tất cả các màu xe. Và cái lựa chọn màu nội thất này là hoàn toàn miễn phí nha quý anh chị nha. Đó, khách hàng có thể pha trộn giữa cái màu mà khách hàng yêu thích. Đó, tùy theo sở thích của mỗi người và phong thủy của từng người nha. Đó. Màn hình giải trí thì được trang bị màn hình giải trí 7 inch có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Màn hình này sẽ thể hiện luôn cả cái cam lùi của chúng ta trên đây luôn. Đó, rất là đầy đủ, nghe giải trí USB. Đó, đều được trang bị hết nha. Điều hòa tự động một vùng của chúng ta thao tác hoàn toàn bằng nút bấm, rất là dễ dàng. Hộp số CVT giúp chiếc xe của chúng ta vận hành êm ái và mượt mà hơn ở trên chiếc xe này. Và hệ thống 6 loa xung quanh xe giúp chúng ta giải trí trên xe ở mức độ tương đối nha quý vị nha. Có thể đáp ứng được nhu cầu giải trí với những bản nhạc nhẹ nhàng và những bản nhạc có một chút EDM, nó sẽ giúp chúng ta điều khiển chiếc xe một cách thú vị hơn ở trên chiếc Cross này đó. Gương chiếu hậu trong xe thì sẽ là tự động chống chói nha, rất là đầy đủ nha. Ở trên cái phiên bản này thì sẽ không có cửa sổ trời nha quý chị nha. Từ cái phiên bản 1.8V trở đi thì chúng ta mới có cửa sổ trời, phiên bản 1.8G thì sẽ không có cửa sổ trời nha. Nhưng mà cái này thì thực sự đối với em Vinh thì không quá quan trọng, bởi vì em Vinh là một người sử dụng xe gần như không bao giờ sử dụng đến cửa sổ trời. Và cái điều kiện khí hậu ở Việt Nam của chúng ta thì cái cửa sổ trời theo đánh giá góc độ cá nhân của em Vinh thì thực sự là không cần thiết lắm, và nó cũng không phù hợp lắm, bởi vì thường xuyên là chúng ta không sử dụng đó. Nhưng mà nếu mà có một cái cửa sổ trời ở đây thì nó vẫn sẽ tốt hơn nha. Nó sẽ đủ tiện nghi option hơn, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó là về đánh giá cá nhân của em Vinh thôi nha. Còn ý kiến của anh chị về cái cửa sổ trời được trang bị trên phiên bản 1.8G này thì sao? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới cho em Vinh biết nha. Và đó là tổng quan về cái hàng ghế phía trước. Còn về hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ có gì? Ngay bây giờ hãy cùng em Vinh tiến về hàng ghế thứ hai nha. Và hiện tại thì em Vinh đang có mặt ở cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe Toyota Cross của chúng ta. Đó, thì như quý anh chị thể thấy này, tư thế ngồi của em Vinh rất là thoải mái luôn.
Đó, có bệ tỉ tay, đó, có khay để ni nước, có cửa gió phía sau và hai giắc sạc USB 2.1A để chúng ta sử dụng những cái thiết bị điện ở phía sau. Đó. Và đặc biệt thì cái cross của chúng ta nó sẽ cho cái khoảng sáng trần rất là cao này. Còn đâu đó tầm khoảng 30 cm nữa thì cái phần trần này em Vân mới chạm đầu được. Đó, rất là rộng nha. Và về những cái tiện nghi ở phía sau thì như em Vân có nói thì nó cũng mang lại chúng ta đủ những thứ để cần ở trên một chiếc xe. Đa phần là cái băng ghế đầu tiên thôi, còn băng ghế thứ hai thì ưu tiên cái sự rộng rãi thoải mái nhất có thể dành cho người lái, như là cái độ ngã của cái ghế này. Đó, chúng ta có thể ngả lên tới 30 độ giúp chúng ta có một cái tư thế ngồi nó thoải mái hơn khi chúng ta ngồi trên chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G này. Và đặc biệt thì những khách hàng nào mà muốn chở đồ và hoặc là gia đình chúng ta đi đâu đó tầm khoảng 2 người thôi thì chúng ta có thể gập luôn cái băng ghế thứ hai này xuống. Đó. Đây. Băng ghế thứ hai có thể hoàn toàn gập phẳng xuống nha. Hoàn toàn gập phẳng xuống luôn, bên kia cũng vậy luôn. Đó, để chúng ta có thể tăng thêm cái diện tích cho cái khoang hành lý của chúng ta, giúp nó rộng hơn ở cái băng ghế này. Đó, và nếu mà chúng ta sử dụng thì chỉ cần gập lại thôi. Đó, ngay lập tức nó sẽ có một cái băng ghế thứ hai cho chúng ta. Còn về an toàn thì sao? An toàn của Cross trên phiên bản này mặc dù chưa có hệ thống an toàn Toyota Safety Sense nhưng đã được trang bị đến 7 túi khí. Những hệ thống an toàn như là cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phanh ABS đều sẽ được trang bị hết trên chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G này nha. Về phần cuối cùng, phần khách hàng quan tâm nhất chính là mức giá. Giá của Cross phiên bản 1.8G do nhà máy Toyota Việt Nam công bố, màu em Vân đang quay là màu trắng ngọc trai thì sẽ mắc hơn 8 triệu nha quý anh chị nha. Em Vân sẽ tính với mức giá là màu thường, nhà máy Toyota Việt Nam công bố là 746 triệu, màu trắng ngọc trai thì thêm 8 triệu giúp em Vân nha. Các màu khác sẽ bằng giá nhau nha quý chị nha. Những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến mức giá lăn bánh của em nó rơi vào tầm khoảng 845 triệu đồng để sở hữu chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G này. Những khách hàng có hộ khẩu tại các tỉnh lân cận như là Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì đâu đó tầm khoảng 820 mấy triệu thôi là chúng ta thể sở hữu chiếc xe Cross phiên bản 1.8G này về nhà rồi. Và mức giá trên của em Vinh là chưa bao gồm bất kỳ chương trình khuyến mãi nào hết. Như những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này, muốn biết cụ thể chương trình khuyến mãi làm sao, anh chị có được trang bị thêm phụ kiện trên xe hay không, có được đại lý tặng những món quà đặc biệt gì hay không, có được giảm giá tiền mặt cho chiếc xe này hay không, thì đừng ngần ngại gì, nhấc ngay máy điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi mới nhất nha. Và hiện tại thì Cross phiên bản 1.8G này bên em đã có sẵn giao liền rất là nhiều xe, nên đừng ngần ngại gì, gọi ngay cho em Vinh để biết chi tiết hơn về chiếc Cross phiên bản 1.8G mà quý vị sẽ sở hữu trong tương lai nha. Và dành những khách hàng nào đang quan tâm đến chương trình trả góp thì hiện tại ngân hàng tài chính Toyota đang hỗ trợ mức lãi suất chỉ từ 0.88% là chúng ta thể sở hữu chiếc xe Cross phiên bản 1.8G này về nhà rồi. Cùng với đó, hồ sơ thì thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, không ép khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ đối với ngân hàng tài chính Toyota nha. Và nhiều khách hàng thắc mắc với em Vinh là cái mức số tiền đầu tư ban đầu của chiếc Cross này là bao nhiêu, thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị đâu đó tầm khoảng 248 triệu thôi là có thể sở hữu chiếc xe Cross phiên bản 1.8G này về nhà rồi. Và hàng tháng thì góp bao nhiêu? Đối với khách hàng nào mà vay 7 năm và số tiền trả trước tầm khoảng 20% giá trị xe thì chiếc này đối với cái hàng tháng mà chúng ta góp á, thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ 8 triệu đồng trên một tháng nha quý anh chị nha. Là quý anh chị thể rước chiếc xe này về nhà hàng tháng trả góp để có thể sở hữu sớm hơn chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G phục vụ cho gia đình nha. Và dành cho những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom thì đại lý Toyota Tân Tạo bên em đang nằm tọa lạc tại địa chỉ số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đại lý bên em là đại lý ủy quyền chính hãng của Toyota Việt Nam chứ không phải salon ngoài nha quý vị nha. Nên yên tâm khi lựa chọn Toyota Tân Tạo và mang lại cái sự thuận tiện hơn cho khách hàng khi lựa chọn mua xe Toyota nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh để xem nhiều video hay hơn và thú vị hơn. Cùng với đó là sự động lực rất là mạnh mẽ từ khách hàng để Vinh làm ra nhiều video hay hơn gửi tới quý khách hàng nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.